Xin định mấy thì chị An Khang xin chào. Ngày hôm nay trong clip này thì An Khang sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của HP, đó chính là HP Pavilion 14 phiên bản Core i5 màu bạc và màu vàng. Điểm hot trong thiết kế của dòng sản phẩm Pavilion 14 này đó chính là ngoại hình đã được vát mỏng đi nhiều hơn so với thế hệ trước đó và cũng được trang bị loa hàng hiệu P&O. Pavilion 14 cũng có thiết kế nhỏ nhắn và mỏng, chỉ vỏn vẹn 1,95cm và nhẹ tầm 1,58kg. Khá là tiện lợi cho nhu cầu di chuyển của các bạn sinh viên hoặc là nữ công sở. Vỏ của máy được làm từ nhôm, phủ một chất liệu composite giúp giảm thiểu tình trạng bám vân tay khi sử dụng. Màn hình của Pavilion 14 là loại tấm nền TN có độ sáng cao, kiểu màn hình gương khiến cho hình ảnh được tái hiện sống động, nhưng góc nhìn hơi thấp và độ phân giải chỉ ở mức HD khiến cho độ sắc nét chưa được cao cho lắm. Điều đáng chú ý ở đây đó chính là HP đã thay đổi nhà cung cấp loa Beats Audio sang P&O. Một thương hiệu nổi tiếng của Đan Mạch sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh to, ấm và trung thực. Thiết kế phím tương tự như thế hệ cũ với độ dày vừa phải, khoảng cách rộng, xương phím chắc chắn cho phép bạn đánh máy nhanh hơn. Phần chiếu nghỉ tay có một nét chấm phá đặc biệt với các đường chỉ song song cắt ngang qua bàn di ruột, gợi nhớ đến khung dệt lụa với những sợi tơ vải mềm mại. Pavilion 14 được trang bị viên pin 3 sao gắn liền ở trong máy. Nhờ sử dụng vi xử lý thế hệ Kabilex mới nhất hiện nay nên thời lượng pin sử dụng được gần 5 giờ. Nhắc đến khe tản nhiệt, HP đã chuyển khe tản nhiệt của máy ra đằng sau nhằm tránh luồng hơi nóng ảnh hưởng tới người dùng trong quá trình sử dụng. Dù máy mỏng nhưng bạn vẫn có đầy đủ 3 cổng USB, một jack cắm tai nghe tích hợp microphone, một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh, một cổng trình chiếu HDMI và một cổng mạng LAN tiêu chuẩn. Phiên bản mà bạn đang xem trên màn hình có giá bán khoảng 12 triệu đồng tại An Khang, cấu hình Core i5 xung nhịp 2.5 ấp tối đa lên 3,1GHz, RAM 4GB DDR4 băng thông lên tới 2133MHz, cùng với đó là một ổ cứng 500GB, phù hợp cho những bạn sinh viên khối ngành kinh tế ngoại ngữ hoặc là khối công sở văn phòng dùng để làm việc, kết hợp giải trí. Kể từ dòng Pavilion này thì HP đã trang bị cho chiếc laptop của chúng ta khả năng bảo vệ ổ cứng trong trường hợp máy có va chạm mạnh hoặc là rơi vỡ khi đang bật, nhờ tính năng HP Protect Smart. Và nếu như trước đây bạn nghe đến tình trạng laptop HP nóng thì giờ đã có công nghệ cảm biến chuyển động CoolSense. Đây là công nghệ tự động điều chỉnh quạt gió đã phần nào giúp cho chiếc máy của chúng ta trở nên mát mẻ hơn trong quá trình sử dụng. Qua những trải nghiệm thực tế cho thấy thì Pavilion 14 này là một chiếc laptop khá tốt ở phân khúc giá phổ thông, thiết kế máy bắt mắt trẻ trung, trải nghiệm nhập liệu tốt. Màn hình không quá đẹp nhưng bù lại thì công nghệ âm thanh piano có thể đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản. Siêu thị máy tính An Khang còn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!